Năm 2023 được xem là năm tiền đề để tiến tới về đích các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Tuy Phong khóa 9, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. Tuy nhiên, nền kinh tế vĩ mô sau đại dịch phát triển tương đối chậm, dự báo sẽ có nhiều khó khăn, thách thức. Trước tình hình đó, ngay từ đầu năm 2023, dựa trên các nghị quyết của huyện ủy và hội đồng nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong đã ban hành chương trình hành động về phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Với sự đồng tâm của toàn thể hệ thống chính trị, sự đồng hành của doanh nghiệp, chung sức của quân và dân, huyện Tuy Phong đã thực hiện đạt 8 trên 9 chỉ tiêu phát triển đề ra. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nền kinh tế ba trụ cột công nghiệp năng lượng, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao đồng đều có bước chuyển biến tích cực. Tính đến ngày 15 tháng 11 năm 2023, thu ngân sách nhà nước đạt 282 tỷ 204 triệu đồng, ước thu năm 2023 330 tỷ trên 310 tỷ, đạt 122,2% dự toán tỉnh giao và đạt 106,5% dự toán huyện giao. Giải ngân vốn đầu tư công được đẩy mạnh. Đến ngày 15 tháng 11 năm 2023, giải ngân 114 tỷ 481 triệu đồng trên kế hoạch vốn 227 tỷ 978 triệu đồng, đạt 50,22%. Phấn đấu đến cuối năm 2023, giải ngân ít nhất 95% kế hoạch vốn đầu tư công được giao theo chỉ đạo của tỉnh. Tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư các dự án ngoài ngân sách, đã thực hiện khảo sát 39 dự án, trong đó có 16 dự án đăng ký mới, cấp 667 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với tổng vốn đăng ký 177 tỷ 752 triệu đồng. Công tác quản lý đất khai thác khoáng sản, trật tự xây dựng và môi trường được đẩy mạnh. Quy hoạch sử dụng đất huyện thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Đã tiếp nhận 534 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đai cho 136,89 hectare, kế hoạch 60 hectare, đạt 228,15%. Công tác quản lý khoáng sản tiếp tục được tập trung chỉ đạo, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm lấn chiếm đất đai, trật tự xây dựng, khai thác và vận chuyển khoáng sản trái phép. Ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai 77 trường hợp, khoáng sản 73 trường hợp với tổng số tiền hơn 700 triệu đồng. Triển khai thực hiện chủ đề năm 2023, chỉnh trang đô thị, giữ gìn, bảo vệ môi trường, cảnh quan xanh sạch đẹp trên địa bàn huyện. Thường xuyên giám sát tại các khu vực điểm nóng về môi trường, thực hiện nhiều đợt ra quân thu gom rác thải từ huyện đến các xã thị trấn, góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường, nâng cao ý thức của người dân trong bảo vệ môi trường. An ninh quốc phòng, trật tự, an toàn xã hội đảm bảo, tổ chức tốt hội trại tổng quân và lễ giao nhận quân đạt 100% chỉ tiêu giao quân, bảo đảm chất lượng, duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu bảo vệ an toàn các cao điểm, xây dựng kế hoạch phòng thủ huyện, tiến hành diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2023 tại các xã thị trấn, tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên và hội thao quân sự đạt mục tiêu đề ra. Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được triển khai đồng bộ quyết liệt, tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời giải quyết các vấn đề nổi lên liên quan đến an ninh nông thôn, dân tộc và tôn giáo, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, tuần tra vũ trang, chốt chặn, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện, nhất là các ngày lễ, các sự kiện chính trị xã hội quan trọng của địa phương, tiến hành tuần tra kiểm soát, ra quân đo nồng độ cồn, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, tập trung thực hiện cao điểm thu nhận tài khoản định danh điện tử, kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm về phòng cháy chữa cháy, hướng dẫn phối hợp Ủy ban nhân dân các xã thị trấn triển khai xây dựng mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy, điểm chữa cháy công cộng, hướng dẫn người dân cài đặt kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Nông lâm ngư nghiệp ổn định, có bước chuyển biến tích cực, xây dựng nông thôn mới đạt mục tiêu đề ra. Sản lượng lương thực có hạt, lúa ước thực hiện đến cuối năm 2023 là 35.083 tấn trên kế hoạch 28.900 tấn, đạt 121,4% chỉ tiêu. Gia súc gia cầm ổn định, không có dịch bệnh xảy ra. Cơ cấu cây trồng phù hợp, các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã đổi mới hoạt động, bước đầu áp dụng công nghệ cao vào sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp, sản xuất theo chuỗi giá trị, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đã hình thành 3 hợp tác xã công nghệ cao trên 13 hợp tác xã, 15 hợp tác nông nghiệp. Táo Phong Phú và nho Hồng Nhật Phước Thể được chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao. Nhiều nông dân huyện nhà sản xuất giỏi, vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
sản lượng khai thác hải sản ước cả năm 2023 đạt 57.000 tấn trên kế hoạch 55.000 tấn, đạt 103,6% chỉ tiêu giao. Sản lượng tôm giống được duy trì với 125 cơ sở trên 725 trại tập trung tại xã Vĩnh Tân và xã Chí Công. Sản lượng tôm giống ước cả năm đạt 28 tỷ bot trên chỉ tiêu 25,2 tỷ bot, đạt 111,1% chỉ tiêu. Nuôi thủy sản lồng bè có xu hướng phát triển nhanh, 57 lồng bè, tăng 10 bè so với cuối năm 2022. Công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản được tăng cường, kiểm tra giám sát thường xuyên và xử lý nghiêm. 10 tháng 2023 đã phát hiện xử lý 64 trường hợp vi phạm, không có trường hợp giả cạo bay hoạt động sai tuyến, không xảy ra điểm nóng khiếu kiện tập trung đông người gây mất an ninh trật tự, không có tàu cá ngư dân vi phạm vùng biển nước ngoài. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 100% chỉ tiêu giao. Công tác tuần tra kiểm tra phối hợp bảo vệ rừng ở vùng trọng điểm giáp ranh được quan tâm tiến hành thường xuyên, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không để xảy ra điểm nóng về phá rừng. Đã tổ chức kiểm tra truy quét 994 đợt trên 2.558 lượt người tham gia, phát hiện và xử lý 34 vụ, tịch thu 9.525 mét khối gỗ các loại, thu nộp ngân sách nhà nước 42,8 triệu đồng và khởi tố vụ án hình sự 1 vụ. Tiến hành triển khai kế hoạch của Ủy ban Nhân dân huyện về đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện. Qua đó đã góp phần nâng cao ý thức của cán bộ, công nhân viên chức trong chung tay giữ gìn và phát triển môi trường sống xanh. Chương trình xây dựng nông thôn mới được quan tâm triển khai thực hiện. Trong năm đã tổ chức kiểm tra đánh giá 9 trên 9 xã về kết quả thực hiện bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao năm 2023. Đến nay, toàn huyện đạt 126 tiêu chí, trong đó có 79 tiêu chí trên 9 xã đạt chuẩn theo bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và có 3 trên 9 tiêu chí đạt chuẩn theo bộ tiêu chí huyện nông thôn mới. Các chương trình mục tiêu quốc gia được quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả, góp phần tác động đến quá trình phát triển kinh tế xã hội địa phương, cũng như thực hiện tốt các chính sách cho đối tượng vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thường xuyên theo dõi, thông báo kịp thời cho các đơn vị địa phương về diễn biến của áp thấp nhiệt đới, bão, thông báo điều tiết lũ của các hồ chứa để chủ động phòng tránh và sản xuất phù hợp. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi. Hoạt động du lịch trên địa bàn huyện được tập trung triển khai hưởng ứng năm du lịch quốc gia 2023 Bình Thuận Hội Tụ Xanh với nhiều hoạt động như lễ hội giỗ tổ Hùng Vương, tổ chức giải bán marathon lần thứ nhất năm 2022, cuộc thi ảnh nét đẹp Tuy Phong, tiếng hát Tuy Phong năm 2023, tham gia trưng bày giới thiệu sản phẩm du lịch tại chương trình tuần lễ du lịch đường phố do tỉnh tổ chức, phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thực hiện chương trình liên kết phát triển du lịch, hành trình biển và hoa giữa Lâm Đồng và Bình Thuận. Qua đó nhằm quảng bá đến bạn bè trong và ngoài tỉnh, các điểm đến, các tour, tuyến du lịch tham quan chùa Cổ Thạch, Hòn Câu, tuyến Tà Năng Phan Dũng. Nhờ đó, du lịch huyện Tuy Phong năm 2023 đã thực sự tỏa sáng với 1,5 triệu lượt du khách đến tham quan và nghỉ dưỡng, tăng 36% so với năm 2022. Giáo dục được quan tâm triển khai, y tế từng bước được cải thiện. Trong năm 2023, các trường học trên địa bàn được đầu tư sửa chữa, xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được đầu tư, đáp ứng căn bản chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Chất lượng dạy và học không ngừng nâng lên, đạt các mục tiêu đề ra. Nhiều học sinh tại các trường học thuộc huyện đạt các giải thưởng cao tại những cuộc thi của huyện và tỉnh tổ chức. Công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt gắn với triển khai các nhiệm vụ về phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế. Số người tham gia bảo hiểm y tế ước cả năm là 132.660, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch tỉnh giao. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 89,67% dân số toàn huyện. An sinh xã hội, công tác chăm lo cho người nghèo, chính sách, giải quyết việc làm được huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các chính sách đối với người nghèo, chi trả kịp thời các chế độ chính sách cho người có công với cách mạng. Thực hiện vận động tổ chức thăm hỏi, tặng quà, xây mới nhà ở cho người nghèo, người có công với cách mạng nhân các ngày lễ Tết, sự kiện lớn của huyện, đã hỗ trợ cho 949 hộ chính sách trên 324,4 triệu đồng và 6.909 xuất quà trên 1.940.000.000 triệu đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn. Trong năm đã giải quyết việc làm cho 2.138 lao động
trên 2.000 lao động, đạt 106,9% chỉ tiêu năm 2023. Công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số trên địa bàn huyện đặc biệt được chú trọng. Công tác phòng chống tham nhũng và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân được triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Trong năm, huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện đã ban hành các văn bản triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2023. Tác phong làm việc của cán bộ công nhân viên chức được nâng lên, văn hóa công vụ chuẩn mực, duy trì ổn định việc giải quyết hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông, triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 và dịch vụ bưu chính công ích. Tổ chức thực hiện khảo sát mức độ hài lòng của người dân, duy trì và tổ chức tốt công tác tiếp dân, tập trung công tác xử lý và giải quyết đơn thư của công dân theo đúng quy định của pháp luật. Toàn huyện đã tiếp 985 lượt ý kiến, kiến nghị, phản ánh của 922 người. Qua đó đã kịp thời xử lý, không để hình thành vụ việc khiếu nại, khiếu kiện kéo dài, tập trung đông người. Công tác thanh tra, kiểm tra phòng chống tham nhũng tiêu cực được tiến hành theo đúng kế hoạch. Trong năm 2023, trên địa bàn huyện không phát sinh vụ việc tham nhũng mới phải xử lý. Ban chỉ đạo chuyển đổi số huyện đánh giá tình hình hoạt động chuyển đổi số năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Qua đó triển khai bộ chỉ số đánh giá xếp hạng mức độ chuyển đổi số DTI cấp huyện, cấp xã, xây dựng kế hoạch phân công thực hiện các tiêu chí của bộ chỉ số đánh giá xếp hạng mức độ chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước trên địa bàn huyện, xây dựng kế hoạch triển khai thí điểm mô hình chính quyền số cấp xã. Dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực, tuy nhiên nhìn tổng thể, nền kinh tế huyện nhà vẫn vấp phải một số khó khăn. Các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt kế hoạch đề ra, nhưng giảm so với năm 2022. Tỷ lệ nợ động thuế còn cao, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, nhất là đối với các dự án khu dân cư vẫn còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc, chậm được tháo gỡ, làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai thực hiện dự án. Việc triển khai thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm so với yêu cầu. Nhiều dự án đầu tư ngoài ngân sách chậm triển khai thực hiện, nhất là dự án hạ tầng khu công nghiệp Tuy Phong, cụm công nghiệp chế biến thủy sản Hòa Phú và các dự án du lịch. Việc giải quyết thủ tục hành chính về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất còn chậm. Đánh giá nguyên nhân về những khó khăn ngoài yếu tố khách quan thì sự phối hợp giữa các ban ngành, các địa phương còn thiếu chặt chẽ đồng bộ, chưa chủ động có giải pháp trong các vụ việc liên quan đến nhiều ngành địa phương. Vai trò của người đứng đầu phòng ban ủy ban nhân dân các xã thị trấn thể hiện chưa rõ nét, ý thức trách nhiệm, tinh thần phục vụ và huy động công tác của một bộ phận cán bộ công chức và lãnh đạo một số phòng ban và xã thị trấn có mặt còn hạn chế, còn ngại va chạm, thiếu tính chủ động và quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ được giao. Năm 2024 có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm, giai đoạn 2021-2025. Huyện Tuy Phong đã đề ra 10 chỉ tiêu cụ thể cùng 6 định hướng lớn với mục tiêu khai thác sử dụng hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của huyện nhằm tập trung thúc đẩy và phục hồi kinh tế, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Cụ thể, chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước đạt 345 tỷ đồng, chi đầu tư nguồn vốn ngân sách huyện 100 tỷ đồng, phấn đấu một xã đạt chuẩn nông thôn mới, tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom xử lý 95%, tỷ lệ độ che phủ rừng 62,25%, giao quân 192 quân, quân sự 155, công an 37, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 7,2%, giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,26%, tỷ lệ lao động qua đào tạo bằng các hình thức 73%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng chứng chỉ 29,37%, tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế 91,07%. Để đạt các mục tiêu đề ra, huyện Tuy Phong cần sự nỗ lực đoàn kết của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng đồng sức của doanh nghiệp và nhân dân. Trong đó, hệ thống chính trị từ huyện đến các xã thị trấn đóng vai trò nồng cốt, tạo điều kiện để các thành phần kinh tế phát triển một cách mạnh mẽ, tạo phong trào thi đua trên tất cả các mặt kinh tế xã hội, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu mà huyện đề ra.